Chào tất cả các bạn, nay mình giới thiệu với các bạn sản phẩm đó chính là máy rang cơm bằng ga, điện ga gia đình, phù hợp cho quán bác quán cơm và rang cơm này, rang ruốc này, đấy tàu cơm tàu ruốc nhá, đấy mình chảo này là kích thước đường kính là mình sẽ đo luôn cho các bạn nhá, 55 phân. Chả ra được kính là 55 phân nha các bạn nhé, 55 phân. Đấy. Máy này là inox nha, chất liệu inox hết nhá. Đấy, toàn bộ máy inox nhá. Máy dùng điện bằng ga này, đây là bật ga này. Và dây là dây ga này, máy có đi kèm theo dây ga và van ga này, về chỉ việc đấu vào ga và sử dụng thôi. Đấy. Máy này có điện sử dụng lồng quay sử dụng điện gia đình. Đây là dây cắm 220V. Đấy, hai cái nốt công tắc này, công tắc 2, công tắc của thanh đánh và cái công tắc của xoay đảo. Đấy. 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 Tay cầm đấy ha. Đấy. Để điều chỉnh cái độ sát của thành này này. Thì các bạn có thể điều chỉnh con ốc ở đây, và con ốc của tay cầm. Đấy. Máy kích thước này thì chiều ngang máy đó là 50 phân, chiều sâu máy nó là 65 phân, chiều cao của máy đó là 1m1, nó là rơi vào tầm 1m1 nha các bạn nhé, 1m1, nó là 1m1 nhé. Đấy, các bạn mua máy rang cơm gia đình cho quán cơm, liên hệ có số điện thoại 0934468209044321, website sởngmaythanhhoa.com, địa chỉ là 79 Lê Hồng Phong, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa và 146 Nguyễn Trãi. Chất liệu máy là inox hết nhá, toàn bộ inox nhá. Bên mình tất cả các loại máy rang cơm và máy chế biến thực phẩm nhá. Đấy, cảm ơn các bạn rất là nhiều.